đối diện lại với những cái vấn đề mà liên đó thì cái gì nó Nam cũng sẽ hiểu cho em ấy. Nhưng riêng chỗ bé Hùng Quân thì tới thời điểm này thì thật sự là Nam chưa bao giờ nghe Hùng Quân xúc phạm đến ba mình. Nhưng Nam có, tức là khi chú lên trên các cái phương tiện truyền thông, chú từ Hùng Quân, chú đưa ra cái quyết định từ con từ cháu của mình, thì phản ứng xã hội thời điểm đó là rất là quyết liệt. Thì khi phản ứng quyết liệt như vậy thì chính bản thân Hùng Quân cũng đã từng lên nói rằng là xin cộng đồng đừng có công kích ba của em nữa và dừng lại ở đó. Và gần đây nhất là khi nghe tin ba của mình cũng có những cái đoạn chia sẻ là Hùng Quân lên là cũng mong cho ba là mau sớm mình cho ba ma của mình. Như vậy là cái ý của cô ở đây á là cô nói rằng con với cháu hỗn với cha, đúng không? Thì ở đây con nói thật luôn là thật sự luôn, ở đây có lẽ là cô theo dõi cái câu chuyện không sát, cô không có theo dõi hết cái câu chuyện, hoặc là cô chỉ nghe bài kinh mà người ta không thích gia đình nhà của Quận Quân, Hồng Loan cũng như là của Mỹ. Rồi khi cô nghe như vậy, nói chung cô không có kiểm chứng, cô chưa kiểm chứng cái điều đó. Rồi là cô lên cô đưa ra cái quan điểm của mình, thì ở đây con nhắc lại cho cô luôn là trong cái trường hợp này nè, thì thật sự luôn là Quận Quân chưa bao giờ hỗn với ba của mình, chưa bao giờ có chuyện đó. Chỉ có chỗ của Mỹ đôi khi cảm xúc của em ấy, tại vì thật sự là một đứa trẻ mới có hơn 20 tuổi thì thật sự mà nói đôi khi người ta xung mình xung lại ai cũng không nói là của Mỹ, chứ bản thân mình luôn bây giờ thật sự có một cái người nào gặp cô xong sau đó là tự nhiên cái dựng lên một cái chuyện là cô là bất hiếu với cha mẹ cô, cô hỗn hào với trưởng bối của cô có buồn không, cô có sững sờ lại hay không. Mình trước khi mình phán xét bất kỳ ai thì mình đặt mình vào cái vị trí của người đó. Mình đặt mình vào cái vị trí của người đó thì khi đó mình mới hiểu được cái chuyện mà người ta đã trải qua như thế nào. Ở đây con không phải là một cái người binh bất chấp, phải là một cái người mà không có chứng kiến trong cái câu chuyện này. Con chỉ mong muốn là con nên nhìn nhận và xem xét nhiều cái góc độ. Khi chúng ta nhìn nhiều cái góc độ rồi á, thì chúng ta mới có được cái nhìn nhận đúng đắn. Tiếp tục nữa là cái việc mà chỗ chú Bảy bị bệnh thì tới nay thì tất cả mọi người rất là công tâm, mọi thứ rõ ràng, chuyện nào ra chuyện đó. Tuy rằng chú có sai hoặc là chú chưa có tốt với chỗ Quận Quân, nhưng mà cơ bản thì bây giờ trong cái câu chuyện này mọi người trên mạng xã hội, người ta đương nhiên là có rất là nhiều người vẫn khuyên Quận Quân thôi chúng ta qua có không tham gia cũng như là không quan tâm, nhưng mà rõ ràng cũng có rất là nhiều người, người ta công tâm, người ta rất là sợ, người ta rất là sòng phẳng vẫn muốn mọi bệnh mà. Chứ ở đây chưa thấy Quận Quân hay bất kỳ ai là tù cho chú bị này bị chi cả. Nói kể cả những cái cô chú trên kênh của Nam cũng vậy. Chuyện nào là ra chuyện đó. Thì cô nói là bây giờ là lên án là kia thì bản thân con cũng không biết là mình căn cứ vào đâu để mà mình lên án hai bạn đó. Mình căn cứ vào đâu, nó phải có một cái lý do. Ví dụ như mình ghét một người nào phải có lý do. Mình không ưa một người nào đó phải có một cái lý do. Cô kêu gọi người khác ghét hai em đó thì em con thấy không có lý do gì để mà mình ghét hai em ấy cả đó. Trong buổi chia sẻ ngày hôm nay không biết là có may mắn cô nghe được cái lời mà cảm biệt của con, thì hy vọng là cô cũng có một cái cộng nhìn khách quan hơn với cái việc mà hai em vượt bung và chỗ của người mình thương cho nó. Dạ đúng rồi đó anh Nguyễn Thái Bình Nguyên. Dạ. Vì không làm theo lời mời tham dự show nên nói không đúng. Ai chà chà, lại có thêm cái vụ này nữa à. Chị này nghe không kiểm chứng kêu gọi từ thiện cho khắc tê lùa gà nay đến chỗ bảy. Dạ đúng rồi. Cô là cũng có tuổi rồi thì Nam nghĩ là cũng đáng được đề động, nhưng mà khi cô đưa ra cái quan điểm đó thì Nam khuyên cô nên tìm hiểu, nên nhìn nhiều góc độ, chúng ta phải nhìn nhiều cái góc độ thì đó cái câu chuyện nó mới chính xác được. Ở đây thì thật sự khi càng đi sâu vô thật sự cảm thấy sợ hãi, sợ thật sự sợ hãi lòng người. Nam không thể nào mà tưởng tượng được là Hồng Loan phải chịu áp lực như thế nào luôn. Tức giờ mình thêm ngưỡng mộ cái cô gái này thêm một lần nữa, kể cả là chỗ đi là không biết các bạn là trong một năm qua là đối diện bao nhiêu cái khó khăn, bao nhiêu cái áp lực. Nam mới già mới có 10 ngày tới là 9 ngày thôi mà thật sự là cũng đã gồng gánh một số cái áp lực đó, gồng gánh một số cái áp lực thì cũng nhờ cái sự động viên của quý cô chú mà Nam nghe lời, chính xác là nghe lời khuyên của quý cô chú đó.
để cho Nam bớt bị tổn thương. Cô chú cũng khuyên Nam thôi kệ đi Nam ơi, trong người nghe trong người mười ý con mà đi theo những cái câu của họ dẫn dắt đó, trời ơi là con sẽ bị tổn thương. Thì tốt nhất là những cái chuyện nào mà nói về con á thì con cứ lờ đi, con cứ làm tốt cái tâm cái công chuyện của con, nói lên cái suy nghĩ của mọi người là được. Chứ bây giờ á con mà ra con hơn thua với họ, con làm lợi họ đâu. Thì thật sự là con cảm ơn, con một lần nữa cảm ơn sự quan tâm và yêu thương của quý cô chú trong con Nam trong khoảng thời gian vừa qua. Rồi một số anh chị cũng lên đặt một cái sự nghi ngờ, cứ thấy ông luật sư sao đó, có quay xe hay không. Thì thật sự luôn quay xe hay không thì để thời gian trở lại. Nói chung là bây giờ tại thời điểm này có nói gì các người đó, anh chị đã nghi ngờ là thì cũng không thể nào mà Nam lắp tiếng trong đó được. Chỉ mong rằng một cái tiếng nói nhỏ của Nam, chỉ mong rằng trong cái câu chuyện này, cái lời góp ý của Nam hoặc là một lời động viên của Nam tiếp thêm cái nguồn sức mạnh cho các em, tạo thêm cái nguồn lực cho các em để vượt qua những cái khó khăn phía trước. Cô chú nào đồng cái quan điểm với con, cô chú nào đồng quan điểm với con là khuyên cái cô vừa rồi á, cái cô mà cho cái lời khuyên vừa rồi đó, con thì không có tiện nhắc tên họ trên live của con, là con chỉ nói là cái lời khuyên vừa rồi, nếu như cô chú nào đồng cái quan điểm với con thì cho con cái số 1 đi, cho cái live của mình nó mạnh mạnh một chút xíu để mình đang live đó, không có bị rớt, không có bị đập sập. Con cảm ơn mọi người đã. Con nhìn cái bình luận của cô chú trên live con cảm động dữ lắm, tại vì con biết rằng là mọi người cũng đang rất là quan tâm, như là rất là yêu thương con, cũng như là cái câu chuyện con đang đề cập đến. Để tiếp tục thì bên cạnh đó cũng nhận được một cái đoạn video cũng rất là hay, rất là dễ thương. Người cùng nghe với con nha, mọi người cùng nghe với Nam. Thấy không, mới vừa bạn gọi từ thiện xong bây giờ lại rất là nhiều người ủng hộ từ thiện xong bây giờ lên bắt đầu chữa mới nữa đó, mọi bắt đầu lên chữa tiếp đó, bây giờ bắt đầu lên mạng sẽ chữa tiếp là những cái người mà nói này nói kia. Ủa thì mình kêu gọi từ thiện thì mình nói đại, mình kêu gọi từ thiện có gì đâu chữa người ta, đúng không cô chú? Đó, mình sống vô nhân cách không có đạo đức thì mình phải chịu thôi chứ. Thì bây giờ kêu gọi từ thiện sau đó mình không làm để dành tiền như chú ấy đó, thì mình để dành lúc mà mình già yếu mình lo. Bây giờ mình phải nhờ người ta lên kêu gọi từ thiện, trời ơi, đúng không mọi người? Đâu phải mà kêu gọi từ thiện là giỏi đâu hả, mà ai cũng biết mà mình sống sao. Mà bây giờ lên mạng mà nói này nói kia, nói những anh em YouTube nói này nói kia, nói không đúng hả? Trời đất ơi, chỉ có những người nghèo, những người mà nghèo bằng cùng ta mới không có ăn, người ta mới đi kêu gọi từ thiện. Bà ơi, bà còn xèo, bà không có hiểu gì cái ta đồng tiền từ thiện á. Đồng tiền từ thiện ấy, em nói cho mọi người nghe với cái cô còn xèo này nghe, đúng không? Chứ đừng có lên mạng mà quên vang cái mỏ ăn cái tiền từ thiện của người ta mà từ thiện cho mình á, không là kiếp sau mình trả không hết. Nhưng mà bây giờ mà gần hết kiếp rồi nè mà còn trả chưa, bây giờ chồng thêm cái tội mà từ thiện lên biết gì làm mới hết. Món ngon cùng bạn bè và những cái ưu đãi free ship 30.000 của tính năng đặt đơn nhóm, đừng bỏ lỡ cơ hội này để thực hiện dự án hấp dẫn mà. Đó, như kiếp này thì mình làm nghệ sĩ hay ca sĩ gì đó, kiếp sau thì mình làm cái con gì đó, con bún trứng thì mình hò nè, mình la chứ mình đâu ai nghe đâu, hiểu không? Bây giờ tốt nhất là mình đi cái viện là mình được rồi, mình già hai thứ tóc rồi, mình lên mình nói chi hoài, mình lớn rồi, mình cũng kiếm cuộc sống đi, mình lo mình bán hàng, mình lấy chim, mình ca, mình hát rồi trên đó được, hiểu không? Còn lên thì cứ kêu gọi những đứa nhỏ ra mà để chửi nữa, nó nhục lắm, thấy không? Bây giờ cho dù mình có đúng đi, thì mình cũng là người sai đó, mình hơn nó tới mấy chục tuổi đầu mà. Đầu mình hai thứ tóc mà đầu tụi nó nhỏ là mình tóc nó mới nhiều. Mà nghĩ sao đi hơn thua với những đứa vậy? Được cái gì? Được cái chữ nhục thôi. Mọi người thấy không? Mới vừa mà. Đấy, bên cạnh những cái lời lên án của cô vừa rồi, cũng như là lên những cái điều mà không có đúng, thì rất nhiều những anh, cũng rất là nhiều những anh giống như cái đoạn video vừa rồi đó, người ta cũng phản ánh. Đó là bên phía của cô Kẹo á, là đầu tiêu chửi mấy đứa nhỏ, tìm cách lên án hơn thua với những đứa nhỏ đó, nó mới tả
ra cái điều kiện để mà Mỹ nó đứng lên nó phản bác lại. Thực sự là trong câu chuyện này thì Nam không đồng tình với người lớn. Tại vì chúng ta là người lớn, một khi đã gọi là trưởng mối rồi thì rất nhiều gì đó trong chuyện mà mình dạy con cháu mình hoặc là mình truyền tải một cái vấn đề gì đó, mình phải làm cho con cháu mình phải nể mình cái nào. Đằng này á, mình con cháu mình chưa kịp phương, chưa kịp cho gì hết, chưa kịp nuôi dưỡng gì hết, tức là chưa có làm cho nó bất kỳ một cái điều gì để cho nó ủng hộ cả, mà mình lại quay ra mình bức xúc rồi bắt đầu mình lên án của nó, giờ mình để mà đổ lên đầu của nhỏ thì không nên. Trong câu chuyện thì nó thấy họ làm thật sự là nó không nên. Còn cái chuyện mà kêu gọi từ thiện thì nó bây giờ trong câu chuyện này, xã hội trong ngày nay á, thì cũng nhiều loại người đó. Có người thì họ thích, họ bỏ công sức, họ hưởng, họ chẳng có muốn đi từ thiện với ai, nhưng cũng có những người ta chỉ chăm chăm vô cái việc là ăn không, muốn hưởng không. Thì cái này thì đang không có ý kiến, tại vì mỗi quan điểm là mỗi người một cái cách sống. Nhưng ở đây á, nên nhớ rằng á, cái miếng ăn á, là đôi khi nó tồi tàn, cũng như trong cuộc sống có cái câu là của biếu là của lo, của cho là của nợ. Ở nay chúng ta nhận đó, lấy đó ăn đó, nhưng rồi đâu phải ăn đó rồi xong đâu, nó phải lúc trôi được cái đó đâu. Trời ơi, trả kiếp này không trả được thì kiếp sau mình trả được, con cháu mình trả. Quay ngược lại cái câu chuyện của cậu Năm đi, kiếp trong trường hợp đó, cậu mà sống bà đi, cậu mà sống không có được yêu thương thì bây giờ ai quan tâm tới con của cậu, rõ ràng luôn. Cho nên trong câu chuyện này mình phải nói đi cũng phải nói lại, nên xem lại bản thân mình trước khi trách những cái đứa nhỏ. Tại vì nhỏ nó đáng thương, nó rất là đáng thương đó. Bây giờ đó mà suốt ngày cho mình lên đây hơn thua với nó, trong khi đó bây giờ tụi nhỏ nó sợ lắm. Em nghĩ là trong cái cảm giác giống như em á, và đôi khi tự nhiên nó đau đau rồi nhắn tin mình chửi mình, chứ mình cũng trong cái quê thì chắc là có lẽ mấy em này nó cũng sẽ đối diện cái áp lực này dữ lắm, áp lực này kinh khủng lắm. Luôn ủng hộ kênh của luật sư, mong kênh phát triển lớn mạnh, truyền đạt được kiến thức pháp luật cho một người dân. Dạ, cảm ơn chị Thị Nguyễn. Mọi người xung em thì cho em một like, một share để cho cái chương trình của mình nó mạnh hơn. Để khi nào mà tiếng quen mà nói lên mà được nhiều người nghe hơn, lúc đó mới về được. Ngoài xã hội còn rất nhiều hoàn cảnh khó khăn hơn gấp trăm ngàn lần, nhưng họ không kêu gọi quyên góp đâu. Dạ đúng mà, trong cái trường hợp này thì Nam rất là đồng tình. Họ biết những cái hoàn cảnh khó khăn đó ngoài kia, đôi khi người ta có lòng tự trọng, đôi khi người ta có cái lòng tự tôn, người ta cũng không dám nhận. Hoặc là nếu như trong trường hợp khó khăn quá thì người ta sẽ nhận một phần vừa đủ cho họ thôi. Còn ở đây thì em thấy là có một tập đoàn rồi, và đặc biệt là có cái cô gọi là cái cô Xô á, rồi nhìn thấy cô ấy ở Việt Nam nó sợ luôn á, nhìn thấy cô Xô là đang sợ, nó thật sự sợ. Phê chưa từ một cái bây giờ quá trời luôn. Em cảm ơn anh Thiên Hậu ạ. Em không hiểu nghe, nói chung là tuy rằng em vào sau, em vào cái câu chuyện của Drama Nhà Cậu Năm lại vào sau, sao rất là nhiều anh chị đi phía trước. Mà tới thời điểm này em không hiểu là tại sao anh chị cứ đặt cái nghi ngờ em, lâu lâu em phải thấy, đừng có quay xe, em khẳng định với mọi người luôn. Một, mình đã chọn rồi, là một là em theo, còn hai là em ve. Chứ không có cái kiểu mà quay ra rồi cắm luôn đâu. Tới bây giờ em nói thẳng luôn, em cũng không có dám thân với bên chỗ Hồng Loan. Kể cả một quân hay bên Mỹ, em đã nói rồi, nếu chuyện này đời cái ngày mà nó kết thúc một việc á, em sẽ qua, em ăn hủ tiếu cho bé Hồng Bưng, hoặc là em mua quà em ủng hộ cho bé Hồng Loan, rồi thắp cho cậu một nén hương. Như thế đã là vui lắm rồi. Còn nếu như không tham gia nữa, không bình thường thì em nghe lui. Đó, em nghe lui. Nếu như một ngày nào đó cô chú ở trên đường ray hoặc là mọi người đều ví dụ như họ nói một cái sự thật đó, nó không phải như vậy, sợ mình binh nhầm người, thì lúc đó Nam nghe thì Nam xin lỗi bản thân Nam, là vì Nam đã tin lầm người, Nam binh không đúng người thì Nam sẽ tự rút lui thôi, chứ Nam sẽ không có cái trường hợp là quay ra thắng được. Không có, mình giống như cái trường hợp mình chung một bãi nước bọt đó, rồi mình lè lưỡi mình biết Nam làm gì đó không đó, mình không có làm gì đó. Cho nên là mọi người yên tâm, có lẽ là trước đây có nhiều anh chị binh đối với bé Loan quá, cho nên đó là mọi người sợ bị tổn thương thêm lần nữa, sợ Nam làm cho mọi người tổn thương thêm một lần nữa. Cho nên đó là con, Nam, em xin mọi người yên tâm, sẽ không có trường hợp nó xảy ra đâu, sẽ không có trường hợp nó xảy ra đâu, yên tâm. Hôm qua có chị
chị nào đó có tư vấn cho em á, là Nam ơi bật cái super chat lên. Thì em cũng mò cả đêm á, em cũng bật được cái super chat lên mà không biết cái đó nó có cái tác dụng gì. Thì bên YouTube nói là bật rồi đó, nhưng mà không biết là nó có cái tác dụng gì thì em không biết. Em có nói với vợ em á là bật cái này lên là không biết ngày mai cô chú mình có bình luận được hay không, mà lỡ gì mà không bình luận được thì buồn lắm. Mà em bình luận em mở rồi, mà mọi người bình luận vẫn được thì em thấy vui rồi. Bây giờ là em mở cái máy tính của em lên nè, em mở máy tính của em lên thì em bật cái bình luận của cô chú mình nó sẽ dễ hơn, nó dễ dàng hơn. Chứ mấy đợt trước em dốt em không có suy nghĩ ra, em cứ để cái điện thoại gần em, là tại vì để gần em thì em cũng muốn đọc hơn. Bây giờ thì em bỏ xa rồi, chắc là cái micro mà em đặt rồi á, khoảng chắc mai hoặc mốt gì là sẽ về tới, thì hy vọng lúc đó cái âm thanh nó sẽ nghe ok hơn. Dạ, dạ, dịch mai. À, có nhiều người họ lợi dụng gia đình của nghệ sĩ không được họ quay lại, thôi cây đúng họ quay xe đúng rồi đó. Nói chung là bây giờ trong cái câu chuyện này của Nam thì là khi Nam tham gia thì rút lui có sao đâu, mình không tham gia cái câu chuyện này, mình tham gia câu chuyện khác. Tại vì xã hội mà lúc nào cũng không có những cái chuyện mà bình, xã hội luôn luôn sẽ có những cái chuyện bất bình thôi, nó sẽ gây ra những cái hiệu ứng bên này bên kia. Thì thật sự luôn á, không mình không tham gia câu chuyện nhà cậu thì mình che luôn. Bạn gì mình phải quay, mình tự nhào nhổ một bãi nước bọt rồi mình tự rút vô. Trời ơi, làm vậy mắc cỡ lắm, không làm được đâu. Mọi người lưu cái đoạn này lại để lỡ như sau này Nam có quay lưng thì mọi người thủy dỗ Nam thiệt luôn á, là chuyện đó là Nam làm được. Rồi mắc cỡ lắm, mọi người hai mày làm cái chuyện đùa ngu vậy, không làm đâu. Em quay xa cái màn hình như thế này chứ em đẹp trai hơn đó mọi người. Bình thường em để gần nè, em không có đẹp trai, mà bây giờ em quay xa em thấy tự tin hơn, cái góc quay nó cũng đẹp hơn nữa. Cảm ơn chị Bích Liên, em đang cảm ơn anh Nguyễn Đạo. Nó vì tiền vì lợi ích đến mang, nói chung đó là thật sự luôn, chính xác luôn. Cái câu chuyện là truyền thông đang đẩy lên rất mạnh, các anh em làm truyền thông đang sợ cái câu chuyện đó nó bị chìm xuồng và không có cái đề tài để đó. Đó, chợ chìm xuống không có đề tài để đó, cho nên là cứ dâm ba hơn thì qua ba. Chị Rô thì ra là cái sức mới chắc là cái này, hiểu rồi, em hiểu rồi. Không qua chị Rô chị, chị em đó, em cảm ơn chị Rô đã đôi dép cho em 15 đô là mọi luôn, quá trời tiền luôn. Chị Rô nó là làm nó là tăng cái tương tác lên. Mọi người thương em đó, tại vì em đến với cái môi trường này em phải học từng ngày. Có thể là kiến thức em có, quan điểm em có, nhưng cái kỹ thuật cũng như là các cái vấn đề liên quan với IT là em chạy những cái cuộc em không biết cái gì hết trơn. Em bị rô nhiều nha. Thật sự đó, khi em làm những cái video đó, nó thô sơ cực kỳ luôn. Ví dụ như một số cô chú ở xa quê hương, rồi á em quay những cái cảnh bình dị quê hương, ví dụ như là cái đồng lúa, cái con đường đi, hoặc là cái vườn nhà em, hoặc cái dòng sông bến nước, thì cô chú cũng nhắn tin cũng cảm ơn Nam ơi, cô đi xa quê hương tới đây cũng đã gần 30 năm rồi, hoặc là đi tới đây là cũng đã 38 năm rồi, không biết là quê mình như thế nào, nghe cảm động. Nhưng mà thật sự là em không có biết dựng phim, em chỉ biết quay xong rồi em về em lên đây, mà em sợ bị dính cái bản quyền á, cho nên là em còn không dám lồng nhạc vào nữa cơ. Tại vì không có lòng nhạc vào thì cái video của mình nó khô khan lắm, cho nên đó là em có ráng tập bình luận vô nhưng mà thật sự là nó còn thô sơ lắm. Nhưng mà có lẽ là cô chú mình thương em rồi á, đã thương em rồi thì những cái chuyện đó nó cũng đơn giản. Mong rằng thì Nam, ôi em cảm ơn chị Lót May Hôm, quá trời luôn, 20 đô luôn, quá chính cái tình cảm của mọi người đó thì thôi, chứ những cái cuộc sống mình ăn có sao thì Nam thể hiện vậy, chứ làm nó đẹp hơn thì đương nhiên là Nam sẽ cố gắng làm sao để nó chỉnh chu hơn. Nhưng mà trước mắt thì cái gì Nam có thì Nam chia sẻ, những cái gì Nam có thì Nam sẽ cố gắng Nam chia sẻ cho quý cô chú. Còn vẫn còn đang sử dụng một vài gì đó trong cái câu chuyện này thì mọi người thấy đó, nếu như mà chúng ta không chúng hay bảo vệ bé con và gia đình nhà chúng ta thì thực sự là không biết là sâu xé bé như thế nào đó, cho nên là thật là may mắn thời đại 4.0 tuy rằng nó có những cái mặt xấu, tuy rằng nó vẫn còn những cái điều không được tốt đẹp, nhưng
bên cạnh đó là nguồn động lực cũng như là sự yêu thương của mọi người, vừa tạo động lực cũng như là chúng ta đứng về làm cái bảo vệ này phải. Thì rất là mong mọi cô chú cũng như là Nam ở đây, nếu đã yêu thương rồi thì chúng ta hãy giữ một cái tấm lòng sâu như thế. Cho nên là Nam cũng tin mọi người sẽ cùng Nam đồng hành cho tới khi mà kết thúc cái vụ của bé ngày hôm qua. Đồng tình với Nam thì mọi người cùng bấm số 1 cho Nam ra.